con mời cô à. Khoan bà đợi xíu nha. Dạ. Rồi cô cứ gặp đi, cô xin mời cô nói tiếng cảm ơn giùm con nha. Dạ, rồi con cảm ơn ngược lại cô. Dạ, không mời bà. Bà nhận đi bà. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, không có gì bà. Đây là sản phẩm mấy chị em cùng mấy dì làm nha, rất là ngon luôn. Đó, mấy cô chú thấy gì chưa? Thật sự ra nói là tụi con chỉ phụ thôi, chứ không làm gì nhiều được hết á. Nhâm cái nồi lẩu này có tẩu kỳ lá, nấm, nấm tiên cô, nồi hoành tráng luôn. Rất là nóng. Mọi người trong bọc sẽ được là hai miếng lát như vậy và ba miếng tổ hủ tiêu và một ít nấm. Nấm này thì có nấm đông cô và nấm rơm đó, và thêm miếng nữa, cho nên là mấy vị cũng chuẩn bị là một phần như thế nào hết rồi. Em nói là tổ hủ để ngoài tại vì để trong thì còn bị bể, hai cái trong ở trên này nó còn có chả nữa mà chứ. Đây hương mà đem thêm một bọc, em có chả bở quá ngon luôn. Hôm nay chắc mọi người ăn nhanh lắm đây. Ngon quá, cảm ơn. Quá trời thơm, cái mùi chịu không nổi luôn á, cái mùi muốn ăn dụng quá. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là người ẩn danh, tặng cho bà con 150 phần phở chay đó các bạn. Nhân cái dịp là cũng là ngày 30 tháng 7. Dạ thì ở quê mình thì ăn tương, nên là hôm nay là được cái phần phở này chắc là mọi người sẽ vui lắm đây ạ. Dạ thì tổng cái số tiền mà mấy chị em con đã đi chợ và nhờ các cô hàng xóm cùng với lại mấy chị em làm ra những cái phần phở rất là thơm ngon này luôn thì có giá là 2.122.000 đồng là tổng cộng hết luôn đó người ẩn danh ơi. Thì thường là sẽ được một cái bọc nước như thế này, trong đây thì có đầy đủ các nguyên liệu luôn, rất là ngon, và thêm một bọc phở nữa đây, trong đây có cả chả nữa nha, rất là ngon luôn. Gửi tặng đến cho các bà con ở xóm Chiếu. Rồi ngày hôm nay là mấy chị em tụi con chạy xe lao lên tới đây để tặng cho mọi người đó nha. Giờ về là hâm lại ăn nha. Rồi chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Cảm ơn bà con nha. Dạ không có gì đâu bà ơi. Rồi xin mời người tiếp theo. Dạ về nấu lại nha, chúc bà ăn ngon miệng nha. Cảm ơn mấy cô với chú. Dạ đó. Không có gì đâu. Cảm ơn bà. Cảm ơn. Dạ người ăn danh tặng. Dạ chúc ăn ngon miệng. Dạ đúng rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi đây cô em đây. Rồi rồi khoan từ từ thì chị em xuống nước đi chị ơi. Rồi giỏi lắm. Đây là của em, từng người đi ạ. Rồi bé ơi em lên lấy đi bé. Dạ bé, dạ lấy đi bé ơi. Rồi lên đây. Có nóng gì không? Dạ nóng bà ơi, bà lấy đi bà. Dạ, cầm đi con. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Dạ rồi không có gì đâu. Rồi xin mời ạ. Dạ người ăn danh tặng nha bà. Dạ. Rồi của cô đó cô lấy đi cô. Dạ. Dạ không có gì. Rồi của bà đây. Bà cầm đi bà, chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Dạ nhờ chồng bà lại giùm con đi bà ơi. Dạ ông đi lại giùm con nha bà. Dạ kêu ông lại đi bà. Con chỉ cho những người bệnh không đi được thôi. Đây của em nè, ông cầm đi. Rồi nó cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi em nhanh chóng về nhà nha. Rồi đây của em. Rồi giỏi lắm. Rồi người ăn danh tặng cho em đó nha. Dạ. Rồi nó cảm ơn chưa ta? Cảm ơn. Giỏi, đúng rồi. Đây xin mời người tiếp theo. Rồi giỏi quá. Đây xin mời người tiếp theo. Cảm ơn cô. Quá giỏi luôn. Đợi chút xíu nha. Rồi đây chúc ăn ngon miệng. Dạ rồi. Đây người ẩn danh gửi tặng chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Hai bọc nước nha chị. Dạ rồi xin mời ạ. Dạ. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Dạ cảm ơn cô. Quá giỏi luôn. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây cô em đây chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Giỏi. Đây bóp cầm cầm đi chị. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Đây dạ để đó đi ạ. Dạ con mời bà nha bà.
của ba nè. Bà chúc bà ăn ngon miệng nha. Bà cầm đây dạ. Nó không nóng nè bà. Dạ, nó nóng dạ. Vậy thăm lại bà nha. Dạ. Rồi, em cầm ở đây nè, nó không nóng. Chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn chị. Rồi, cầm chắc nha. Rồi, xin mời. Dạ. Rồi, xin mời. Giỏi. Rồi, xin mời người tiếp theo. Rồi, đây. Giỏi. Rồi, của em đây. Rồi, giỏi quá. Rồi, của em nè. Rồi. Rồi, xin mời, đây là của em nha. Rồi, đây của em. Em cảm ơn chị. Giỏi quá. Rồi, đây chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Quá giỏi luôn. Bạn nào cũng giỏi hết. Đây người ảnh danh tặng cho em nha. Cảm ơn chị. Rồi, xin mời, đây của em nè. Rồi. Đây của Tường Vi nè em. Rồi, giỏi lắm. Rồi, xin mời. Rồi, giỏi lắm. Rồi, đây xin mời. Rồi, đây chúc ăn ngon miệng nha. Đây của em. Cảm ơn. Quá giỏi luôn. Dạ rồi, đây của cô nha cô. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, của cô nha, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Rồi, đây của em, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi, còn ai nữa không? Nhanh tay lễ chân lên, không là con đi chỗ khác. Rồi, hết rồi, đi thôi. Dạ, xin mời ông à. Dạ, chúc ông ăn ngon miệng nha. Dạ, không có gì đâu à. Rồi, đây là của ông nè, ông ơi. Dạ. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn chị. Rồi. Rồi. Chúc ăn cơm. Giỏi. Xin mời. Nè em ơi, nè. Cầm đi. Chúc ăn ngon miệng nha. Rồi, đây xin mời. Cô ơi. Cô quay lại à, con mời cô à. Khoan bà đợi xíu nha. Dạ. Rồi, cô cứ gặp đi, cô xin mời cô nói tiếng cảm ơn giùm con nha. Dạ, rồi con cảm ơn ngược lại cô. Dạ, không mời bà. Bà nhận đi bà. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, không có gì bà. Chị An ơi. Các bạn hả con? Dạ. Rồi, đây chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi, đây chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Bà ơi, bà vô xếp hàng đi bà. Rồi, con xin mời bà. Chúc ăn ngon miệng. Dạ. Chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn luôn. Dạ. Rồi, chúc, dạ, không có gì ạ. Rồi, chúc bà ăn ngon miệng. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi, dạ, cầm cho bé đó nha. Đây lấy thêm một bọc nữa cho bé. Đây. Cảm ơn nha chị. Dạ không có gì đâu chị. Chứ là bé nhỏ quá không có cầm được phỏng bé. Rồi, người nhanh tặng nha, giỏi lắm. Rồi, đây là của cô nha cô. Dạ. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ của chú nha chú. Chúc ăn ngon miệng nha chú. Chúc chú ăn ngon miệng. À, cảm ơn cô nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi.
Thơm lắm nha, rất là thơm luôn. Cô ơi, qua đây với con nha. Đây, chúc ăn ngon miệng, người ăn danh gửi tặng cho cô nha cô. Hết luôn hả chị? Dạ, hai mỗi người hai bọc vậy à. Cô thì nói cảm ơn nhiều con nha. Dạ, rồi. Đây, giỏi. Qua đây giùm con ạ. Rồi em lấy đi cái phần đó của em đó. Đúng rồi, hai bọc luôn. Nè, rồi đúng rồi. Rồi giỏi, giỏi. Rồi chúc ăn ngon miệng nha ba. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, đây phở rất là thơm ngon luôn. Chú vô lòng ra giùm con nha chú. Rồi. Nhanh tay đi con. Quá giỏi luôn. Dạ rồi. Chúc bà ăn ngon miệng nha ba. Dạ. Rồi, đây ạ. Ồ, cảm ơn. Dạ. Rồi, mọi người tranh thủ nha. Sắp hết rồi, người ăn danh tặng nha. Ăn ngon miệng nha bé. Quá giỏi luôn. Rồi. Dạ, gửi tặng bà phần phở trong ngày tương nha bà. Vậy là cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi, cái đó là của bà. Rồi, em nhận đi nha. Phải nói sao nè, khoan. Rồi, cảm ơn. Rồi, dạ. Dạ, chúc chú ăn ngon miệng. Rồi, cô em. Rồi. Đây, chị đây, dạ, không có gì ạ. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì ạ. Nhanh tay lại chân lên không là tiếc lắm á. Đây, chúc ăn ngon miệng nha cô. Cô ơi, nói cảm ơn giùm con đi ạ. À. Dạ. Đây, một cái bọc như thế này thì rất là nhiều tàu hũ nè. Rồi đủ loại luôn, các cô chú anh chị và các bạn xem nè, tàu hũ, cà rốt, đủ thứ hết luôn. Về là có thể ăn được hai người luôn đó, em có thể nhận được rồi, em lấy đi. Đây, quá giỏi. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi chị em coi bọc tàu hũ nó đầy nữa. Rồi em có thể lấy được rồi. Cảm ơn chị. Quá giỏi luôn. Rồi, cô em. Em cảm ơn chị. Rồi, xuống xuống đây xếp hàng. Rồi, người ăn danh tặng cho em nha. Cầm từ từ để nóng nha. Ơ, nóng, nóng, nóng. Cầm đây nè, cầm đây nè. Rồi, đúng rồi, cầm chắc nha. Chú ơi, xuống đây giùm con chú ơi. Rồi, đây. Chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Rồi, giỏi. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Về chụm lại nha. Rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng à. Rồi. Cái này với cái này, hai cái này luôn. Một bịch à hả? Dạ, hai bịch như thế này mới chụm lại. Dạ. Nó cảm ơn giùm con đi ạ. Cảm ơn nha. Dạ rồi, con chỉ cần vậy thôi. Dạ, chú có thể đi được rồi ạ. Dạ rồi, còn ai nữa không? Nhanh tay lại chân lên nha. Qua đây giùm con chú ạ. Ai không ăn là tiếc lắm á. Đây, chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi, phở rất là ngon luôn. Dạ, đây ạ. À. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, cô lấy hai bọc vậy về chụm đây nha cô. Rồi, chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Chú ơi, dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, 2, 4, 6, 8. Còn 9 phần nữa, mình đi lên chút nữa chị ha. Ai không ăn là dân nhà trụng không biết thua. 10, còn 10 phần nữa. Thank you.
hai phần nữa hết rồi chú Điền ơi. Phở phở đây ngon lắm nha. Không ghét thiệt á, sắp hết rồi, hình như là dư nước á, ăn là ghiền đó. Đây chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ đây, dạ rồi, cảm ơn. Từ từ ông ơi. Dạ sắp hết rồi. À, nước thì dư chị ơi. Dạ. Bốn một nữa là đủ rồi. Chiều nay chị làm canh luôn. Đủ rồi. Một. Dạ. Như đây nó là đủ rồi. Cảm ơn. Dạ rồi. Quá nhỏ. Con kêu chị hay kêu mẹ lại đây. Nó hỏi như vậy nè, con gờ thử đi, con không cầm được. Nó chua nóng lắm. Con về kêu chị hay kêu mẹ lại đây. Chị bới à. Cầm được không? Nóng lắm, chị đưa nó thử rồi. Không cầm được. Nóng lắm con à, phỏng chết. Con về kêu mẹ lại cho chị nha. Rồi đây, chúc ăn ngon miệng nha em. Cảm ơn chị. Giỏi. Người lớn đi à, nhỏ quá không cầm được, nó nóng dữ lắm, nó nóng. Để khu nhà anh Việt là hết rồi. Rồi ở đây là hết rồi. Còn có 5 phần cuối cùng nha. Rồi. Rồi xin mời. Rất là ngon luôn. Rồi. Dạ. Qua đây giùm con. Chị, lại đây, chị ơi. Đã, đây là của chị nè chị. Rồi, chị lấy được không? Đây. Rồi, chúc ăn ngon miệng. Cầm ở đây nè, nóng, nóng dữ lắm nha. Nóng, cầm được không? Dạ rồi. Rồi. Nói với mấy nhỏ đi ngon ơi. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ, nóng nha cô. Từ từ thôi. Phụ huynh đại diện nhận giùm con đi ạ. À. Cảm ơn cô. Dạ, phở chay rất là ngon luôn. Yeah. Rồi cô qua đây đi cô. Mấy đứa đặt sau có bánh kẹo gì cẩm lên nha. Đây của cô đây cô. Chúc ăn ngon miệng. Dạ. Chỉ còn bọc cuối cùng thôi. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Bà ơi, còn bọc nước nè, bà về bà lấy mì trụng giùm con nha, chứ hết phở rồi không cảm cho con nha bà. Cảm ơn. Dạ. Không có gì đâu bà ơi. Hết rồi. Dạ. Thông cảm nha, đợt sau nha. Dạ, hết rồi, thông cảm đợt sau nha. Dạ. Thì ngày hôm nay mấy chị em đã trao xong 100 phần phở chay cho bà con và ai cũng thích hết các bạn ơi. Ước gì được ăn thêm một lần nữa đó. À, xin chân thành cảm ơn người ăn danh nhiều lắm nha. Chúc cho người ăn danh luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ nha. À, chào người ăn danh, chào các bạn nha.